Nếu như bạn nhìn thấy video này xem như bạn hữu duyên, xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài mức độ tình cảm họ dành cho bạn. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách cởi mở nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và hy vọng là các bạn tiếp nhận thông điệp một cách tích cực nhất. Và sau đây là trải bài của các bạn. Và đối tượng xem là các bạn đang thắc mắc không biết suy nghĩ của họ và tình cảm của họ đối với bạn là gì. Và trong trải bài có lá bài sau đây, các bạn có lá bài hai kiếm, Two of Swords. Và các bạn có bài 7 gậy, Seven of Wands. Kế tiếp nữa là các bạn có lá bài Seven of Cups, 7 ly. Và sau đây mình xin phân tích trải bài. Và điều mà họ nghĩ về mối quan hệ này, đó chính là rào cản mà chính họ đã được đưa ra, ngăn cách giữa bạn và họ. Mà cái rào cản này, bởi vì cái nội tâm của họ bị xáo trộn rất là nhiều, trong thâm tâm của họ, họ chặn đứng tất cả các dòng cảm xúc và từ chối cảm nhận chúng. Và họ tránh nhìn vào sự thật và giả vờ rằng tất cả mọi thứ đều ổn hết á. Nhưng mà họ lại quên rằng là khi mà họ nghĩ như vậy, nhưng mà mọi sự thật lại rất là khác. Bởi vì nếu như mà họ nghĩ bạn không có xứng đáng đến với cuộc đời của họ là không phải như vậy. Bạn rất là xứng đáng, nhưng mà bởi vì họ nghĩ cho các bạn, các nghĩ và cảm nhận rất khác nhiều. Bởi vì họ cố gắng duy trì cái tình trạng hiện tại, bởi vì họ rất là thương bản thân của họ. Dẫu biết rằng cái việc này sẽ làm cho họ phải chấp nhận đối mặt với thực tế là sống trong cô đơn và đánh mất bạn. Và họ cũng đang không sẵn sàng chấp nhận một số sự thật về bản thân của mình và trốn tránh đi tìm kiếm cái đúng nhất thực tế vấn đề đang xảy ra. Bởi vì họ không biết thực sự họ cảm thấy gì. Họ cảm thấy là họ dễ bị tổn thương. Họ cảm thấy là họ từ chối nhìn nhận cái vấn đề tình cảm giữa hai người. Bởi vì họ bị bịt mắt rồi các bạn, họ không thấy gì hết ngoài cái những rắc rối cho chính họ nghĩ ra mà thôi. Rào cản lớn nhất của họ đó chính là một cái trái tim là khép kín. Họ cắt đứt tất cả các mạch cảm xúc của mình, tức là họ cắt đứt luôn cái dòng chảy tình yêu của họ đối với bạn và không có muốn nó phát triển nhiều. Đôi khi cái việc này giúp cho họ có thể phát triển được bản thân, nhưng họ quên rằng tình cảm của bạn mang lại cho họ một cái giá trị rất là to lớn mà họ không thể biết được. Và họ đóng kín trái tim như vậy, họ sẽ luôn cảm thấy là khó khăn khi mà họ muốn mở ra lại. Để yêu một người đâu dễ bạn, để rung động với một người rất là khó. Bởi vì cái hoàn cảnh bế tắc chính là một cái rào cản khiến cho họ không đến được với bạn và sẽ không đến được với người sau này luôn. Điều họ cảm nhận về là gì? Chính là bạn là một cái người rất là năng nổ nè. Bạn làm theo đuổi những điều bạn muốn, bạn biết bạn cần gì và muốn gì trong cuộc sống này. Và bạn luôn luôn giữ cái lập trường rất là nhiều. Khi một vấn đề xảy ra, bạn biết giữ cái lập trường chính kiến của mình. Mà đôi khi cái bạn bị cái thế là bạn tấn công người khác quá nhiều. Bạn chiến đấu vì những cái gì rất là nhỏ nhặt luôn. Họ cảm thấy là bạn lúc nào cũng vậy. Bạn luôn luôn đặt ra cái quan điểm mình một cách rất là mạnh mẽ. Và bạn biết đâu là cái điểm lợi của mình. Kiểu như là bạn là cái người là cả lúc nào cũng thắng á. Là vì bạn có lý lẽ và bạn có những cái năng nổ nhất định để bạn có thể theo đuổi được những cái gì bạn tranh cãi. Nhưng mà cái vấn đề này bạn áp dụng cho tình yêu nó sai lắm các bạn. Bởi vì cái khả năng bạn bảo vệ bản thân mình, bảo vệ chính kiến mình rất là nhiều. Và bạn từ chối đầu hàng luôn, bạn kháng cự rất là nhiều luôn trong vấn đề khi bạn tranh cãi với họ. Cái điều cần là cần bạn phải bớt lại các bạn ơi, cái này không có được đâu các bạn. Bởi mà khi mà bạn quyết định đứng lên phản kháng thì tất nhiên cái dòng năng lượng của bạn sẽ là dòng năng lượng kháng cự mà không có dòng năng lượng yêu thương. Bởi vì tình yêu là một cái gì đó xây dựng bằng tình yêu thương, niềm tin, tôn trọng, bao dung lẫn nhau. Chứ không phải là cái thế bạn tấn công đối thủ của mình, tức là người yêu của mình. Nó không có đáng. Cái việc đứng lên đấu tranh là điều rất là đáng làm trong vài trường hợp luôn. Chứ không phải trường hợp nào bạn cũng đấu tranh. Nó trật lắm các bạn, không có đúng. Do đó bạn hãy xem xét là bỏ qua những cái mâu thuẫn nếu sau này có xảy ra. Và hãy thành thật với chính bản thân của mình về điều này. Hãy liêm chính nội tâm đấy các bạn. Đừng có thử thách duy trì cái việc vị thế của mình. Đặc biệt là bạn quá đầu tư vào công sức của nó không có đáng đâu. Đừng để mình bị kéo vào những cuộc chiến, trừ khi nó xứng đáng cho bạn đứng lên bảo vệ và xứng đáng cho bạn chiến đấu. Đừng có cái gì cũng chiến đấu là không có được. Và chính bản thân họ cũng đang rất là do dự trong mối quan hệ của các bạn. Họ do dự một cái điều gì đó mình không biết. Chắc là họ đang muốn
cảm thấy là có chuyện gì vậy phía bạn á. Bởi vì bản chất của họ là bản chất họ sống rất là về chủ nghĩa cá nhân, họ hơi gia trưởng, cho đó khi mà bạn kháng cự cái năng lượng bạn vậy á, khó để mà bước tiếp lắm. Bởi vì cái nỗi e sợ quá lớn để cùng nhau bước tiếp nè, hoặc đơn giản là thời điểm này chưa đúng thời điểm để cho mối quan hệ tiến triển thêm, bởi vì họ muốn tập trung bản thân họ nhiều hơn. Mà đây là cái vấn đề là tại vì họ không có muốn tìm cái giải pháp để cho hai người có thể mở ra cái khúc mắc mà hai người đang hiểu lầm nhau. Bởi vì họ đang cảm thấy là họ rất là tận thụ cái niềm vui của họ rất là nhiều bạn. Họ chú ý bản thân họ nhiều quá các bạn ơi. Tiêu chuẩn của họ đang tìm kiếm người yêu là gì? Họ kiếm một cái người yêu mà phải thật là sự hoàn hảo. Cái này là phản tác dụng rất là nhiều. Bởi vì trên đời này không có ai hết hoàn hảo. Và họ có chắc là họ hoàn hảo hay không, họ đòi bạn phải hoàn hảo. Bởi vì họ không có biết là trên đời này ai cũng có đẹp cái xấu, phải ai cũng tốt đâu các bạn. Mình cứ mặt tối mặt xấu khác nhau rất là nhiều. Lá bài cuối cùng chính là cái lá bài nói cái điều họ làm, cái điều mà họ quyết định trong mối quan hệ này, cũng như mức độ tình cảm mà họ đối với bạn. Họ có yêu đó các bạn, nhưng họ bị do dự. Họ nghĩ là họ còn phải tập trung bản thân họ quá nhiều. Cái cách mà họ đối xử với tình cảm này là gì? Bạn có thấy cái người hình ảnh người đàn ông họ đang nhìn vào tất nhiều cái ly quá. Bởi vì họ thấy là cái nào họ cũng muốn nhận lấy với các bạn. Họ đau khổ bởi vì họ không biết chọn cái phương án nào. Cá nhân của họ đang bị ảo tưởng, đắm chìm trong những suy nghĩ viển vông và mộng tưởng. Đang sống trong một thế giới họ kiếm một người hoàn hảo. Do đó họ cần phải đưa ra quyết định là trong cuộc sống của mình và nhìn nhận một cách thực tế nhất là vị trí của họ đang nằm ở đâu. Và họ đòi người khác hoàn hảo các bạn. Khó lắm các bạn ơi. Bởi vì họ có nhiều lựa chọn quá. Do đó họ bị choáng ngợp và không thể tập trung đúng cách vào mối quan hệ của các bạn được. Nhưng mà cũng có thể trong cái thời điểm này á, họ đã tìm thấy được sự rõ ràng rồi và trở lại thực tế sau một thời gian họ bị say mê trong những mộng tưởng của họ. Và cuối cùng họ đã bắt đầu quyết định hành động, quyết đoán hơn, thấy rõ con đường chính xác của mình phải chọn. Mặc dù là dù trước đó họ cảm thấy rất là thiếu quyết đoán và lạc lối, khi mà họ thấy được cái thực tế này á, thì nó sẽ đem đến một cái lựa chọn cho họ. Cái lựa chọn họ là gì? Để họ không bị mắc kẹt trong đó. Và có lẽ là họ đã nhìn nhận là cái thực tế của mối quan hệ của bạn và họ. Sau một thời gian họ trốn tránh thực tế rất là nhiều. Bởi vì họ đang xem xét là cái mối quan hệ và hành động để khắc phục bất kỳ cái vấn đề nào giải quyết. Ví dụ như họ chia tay các bạn phải làm cho bạn biết lý do tại sao. Hoặc là muốn quen lại thì họ phải có lý do vấn đề họ làm sao để họ phải có là bạn. Chứ không phải là họ bỏ qua các vấn đề và không làm cho chúng rõ ràng nhất để cho chúng tự biến mất. Không có gì tự biến mất khi chúng ta không đối mặt và giải quyết vấn đề đó một cách cụ thể và rốt ráo nhất hết đó. Và chính họ đang bị làm một cái hạn chế rất là nhiều về cái khả năng lãng mạn bằng cách là họ bị gắn bó cứng ngắc quá với những quan điểm phi thực tế của mình. Tức là họ đang tìm kiếm một người yêu hoàn hảo. Làm gì có người yêu hoàn hảo các bạn, mình nói các bạn rồi. Khi mà họ biết nới lỏng và cố gắng nới lỏng ra rất là nhiều để hẹn hò với những cái người mà họ cảm thấy là họ chấp nhận được cái mặt xấu mặt tốt. Bởi vì khi mà người yêu của họ chấp nhận mặt tốt mặt xấu của họ rồi, bản thân họ cứ muốn người yêu mình tốt 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 hoài. Đâu có chuyện đó xảy ra trên đời các bạn. Bây giờ chỉ lấy yêu cúp bê hay là yêu hú nhờ bông quả mai mới tốt tốt hoài thôi các bạn ơi. Và mình thấy rồi, cái người này á, họ phải tự lớn lên, họ phải tự thấy được cái sự thực tế thì họ mới biết được là đâu là giá trị bạn tốt chỗ nào. Chứ còn không kiểu như vậy á, họ cứ vậy hoài, họ cứ lơ lửng và họ bị do dự với chính bản thân họ tạo ra họ các bạn. Và kế tiếp là những cái điều họ muốn nói với bạn là gì? Thông qua những cái lá bài giới của từ thông điệp, cái điều đầu tiên là họ muốn nói với các bạn là họ cảm thấy bây giờ là cái thời điểm họ rất biết ơn về những cái bài học về tâm linh. Có thể bây giờ họ đã thấy ra được cái sự thật của vấn đề là họ cần phải tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Cái họ muốn phát triển tình cảm với bạn là họ muốn hơn mức độ tình bạn. Ủa, trên mức độ tình bạn là tình yêu chứ gì nữa, hoặc là muốn làm tri kỷ, không hiểu luôn. Và vấn đề mà họ gặp phải với bạn là họ nghĩ là bạn và họ còn quá trẻ để hai người có thể tiến tới và cam kết. Có nhiều khi các bạn thúc đẩy họ phải đám cưới họ sợ họ chạy các bạn ơi. Hoặc là bạn khó khăn quá, họ cảm thấy là họ chưa có sẵn sàng cho một mối quan hệ cam kết lâu dài. Ok, mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài ha.